Bất ngờ, sư thầy từ Lâm Đồng xuống gặp cô Hằng để xin nhờ giúp đỡ, để có kinh phí sửa sang lại tịnh thất. Và sau đó thầy cũng chia sẻ một xíu về sư Minh Tuệ mà sao nghe nói nhói tai quá. Thầy Minh Tuệ học tập và tu tập theo 13 hạnh đầu đà của Đức Phật Thích Ca. Nhưng qua lời kể của sư thầy thì nói thầy Minh Tuệ đã sai. Cả nhà nghĩ gì về sư thầy này và cho ý kiến. Còn bây giờ xin mời quý cô chú và anh chị cùng theo dõi hết video để xem sư thầy này nói gì nha. Bây giờ mình tới gặp cô Hằng để mà xin cô đúng rồi, xin tài trợ, xin tài trợ. Đúng. Cái đó là cái tài tịnh xá hay là cái cốc? Tịnh xá là cái chánh điện á. Dạ. Chánh điện để tụng kinh. Dạ. À, Phật. Sư thầy có ý kiến gì mà khi mà cô Hằng nhắc đến sư Minh Tuệ này nọ ai nói? Nói về cô Hằng á thì không có vai trạm gì cả. Dạ. Cô Hằng nói người tu ai cũng có thầy cái đúng, chính sư cũng có cả sai. Nhưng mà quan trọng sai lớn hay sai nhỏ. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Thế tất thị sư Minh Tuệ cũng có cái sai, chứ bây giờ nếu mà tu chứng quả thì quý vị phải ở núi rừng, phải có tịnh cốc ổn định tu, còn xôn xao đi riết làm sao mà tinh tịnh tu được. Tôi thưa quý vị ở gia đình vậy, quý vị cũng có cái sự tinh tịnh, đúng không? Thì cái người tu càng thanh tịnh gấp trăm lần tại gia, chứ còn đi riết xôn xao ngoài làm sao mà tịnh được mà tu. À, gì đó Phật. Nhưng mà một số người khi mà cô Hằng nhắc tên sư Minh Tuệ, một số người hỏi nó là cô Hằng làm gì làm đừng nhắc sư Minh Tuệ. Cô Hằng đâu có xúc phạm sư Minh Tuệ, cô Hằng chỉ nói có đúng có sai, đúng chưa? Sư có đàng hoàng thì tất nhiên trong cuộc đời ai muốn tu thành Phật á thì phải qua có cái sai, mà sai là phải sửa. Nhà nước ta cũng vậy, sai phải sửa để tốt hơn. Người tu cũng thế, đâu phải tu là thành Phật ngay được, phải chưa? Bây giờ sư tu 50-60 năm rồi mà sư không dám nói sư cái gì cả đó, sư vẫn có tha tâm, biết trước cái việc biết về sau. Nhưng mà gì là Phật tu chân mình tự biết, kinh Phật không nói là nói cái chân. Cho nên quý vị phải lưu ý rằng qua cái thông tin quý vị cân nhắc kỹ, sư Minh Tuệ tu tốt. Nhưng mà 5-10 năm nữa sư Minh Tuệ yếu rồi cũng về chùa ở con người phục vụ, đúng không nè? Chứ đâu có phải thực cảnh như Đức Phật đó cũng có đệ tử bảo vệ lo. Cho nên thế gian nói là có thực mới Phật được đạo. Bây giờ sư Minh Tuệ người ta cúng đầy bát rồi thôi, không có nhận ở ngoài nữa, rồi về tìm cái chỗ thanh văn am cốc. Chúng sanh người ta cắt cho ở tu thanh tịnh mới chứng được quả, đâu phải đi giết mà chứng gì. Dao động cho nên quý vị hiểu lầm, đành rằng công nhận hạnh độ đã tốt, nhưng mà có dùng chất thuốc khoa học để mà nó bụng không nữa. Tại vì bây giờ các loại thuốc uống vô một ngày không ăn vẫn no. Thế là các vị đừng có dùng YouTube lợi dụng tình thế mà rêu rao là sai. Cần nhất là đơn giản lặng thinh, hiểu không? Còn cái vấn đề mà theo là sư Minh Tuệ không đồng ý, xin lỗi quý vị thương tôi giúp con để tu học, thì chỉ cúng dường buổi sáng từ 9 giờ tới 11 giờ, còn giờ khác tôi không nhận. Và quý vị hãy để cho tôi thanh tịnh âm cốc mà tu học, đúng chưa nè? Chứ còn đi viết mà lung tung làm sao tu, đúng không? Ví dụ bây giờ quý vị làm một thư ký cũng cần cả thanh tịnh tập trung làm đúng, đúng không nè? Đó là việc đơn giản, việc tu nó rất nặng. 56 năm cô sư chưa tiết lộ một điều gì. Ngày trước kia đệ tử của tổ sư Minh Đăng Quang vẫn hành theo pháp tư nghiệp hả? Đâu phải không? Nhưng mà cái chứng không có nói, tự mình biết. Đẹp. Đức Phật 6 năm khổ hành trên gia, Đức Phật đâu có đi kéo đường đi đâu. À, rồi tới khi 49 ngày ngồi dưới gốc Bồ Đề, tịnh tâm quan sát tuyệt đối triền định thì mới thành Phật. Đâu phải đơn giản. Thưa quý vị, tôi nói sai quý vị đâu không? Nếu tôi nói sai rồi này, bây giờ tôi là người tu đã trải qua nhiều cái kinh nghiệm rồi. Cho nên quý vị hồi trước kia cái đoàn của tổ sư Minh Đăng Quang có ai mà có vô thốt đạo, không có vô thốt bơ nữa. Chứ hồi đó nói xin lỗi bọn tôi cũng khổ, đi chân không á mà chưa mấy cái bãi cát nóng cái phòng giả hết, ai ghi, đúng không?
Theo sư thì cô Phương Hằng nói vậy sai hay đúng không, không sư? Không có sai, nhưng mà tánh của cô Phương Hằng rất trực, nghĩ sao nói vậy? Yeah. Tất tỷ là sư Minh Tệ phải xác nhận rằng cái việc hành của mình có đúng và có sai, chứ không phải hoàn toàn được. Quý vị phải nhớ điều đó. Tất tỷ sư phải nói với tất cả nhân dân không nên tập trung. Thế không? Để thời giờ tôi được thanh tịnh tu học. Đúng không? Còn sáng ra tôi đi khất thực, cái luật khất thực là 9 giờ tới 11 giờ. Thì quý vị có gì cũng có đó. Nhưng mà xong rồi xin quý vị hãy về an nghỉ, làm việc, làm ăn để cho tôi được có thời gian thanh tịnh. Chứ còn rộng biết thí dụ sư đứng đây mà quý vị cứ vô riết là sư đâu có tịnh tâm được. Đúng không nè? Cái tâm mình là an trú trong pháp Phật là phải có thời gian. Tôi vẫn nó tu thành Phật liền được, không như vậy. Nhưng mà tôi thưa quý vị rằng hiện giờ sư Minh Tệ hành pháp tứ y pháp hành đầu đà tốt, hiểu chưa? Nhưng mà tất tỷ là hành qua năm 60 tuổi nó yếu rồi thì cũng có chỗ ăn trú, có người chăm sóc. Cũng như Đức Phật dạy, về lớn tuổi rồi, 72, 73 tuổi là ngày có đệ tử theo hậu phụng sự. Đúng không? Bây giờ hôm nay sư là 74 nè, tăng bảo. Nhưng mà sư vẫn còn khỏe, chưa nhăn, chưa có già. Tỉnh đó, ý thức, rõ ràng, phát biểu chuẩn. À, là sao? Nhờ thiền định, nhờ các pháp tu của Phật. Đúng không? Thế thế thôi, thì các vị cứ nghiên cứu kỹ, đừng nên xôn xao, phá rối, phá Phật giáo là có tội, đúng không? Còn cái ông nào sai, có pháp luật giáo hội, pháp luật nhà nước tính, nhớ chưa? Mình đừng có động tới mình phát thanh này kia rồi lung tung ý kiến là phá hoại Phật giáo của đất nước mình không được. Đất nước, á, Phật giáo là hồn thiêng dân tộc của đất nước Việt Nam mình, phải bảo vệ, ai gì được. Đừng có này nó lùng tùng. Sư đây là sư cái chùa sư bị bay mái tôn vì gì hả? Đúng. Sư có thể đọc số điện thoại lên đây xem có ai, nếu mà ai nghe thấy người đó có thể giúp đỡ. Ai giúp đỡ thì có số điện thoại đó. Thầy đọc đây, sư đọc đi. Số điện thoại có nhớ không? Số điện thoại không? Để nhớ, con số cuối thì nhớ, số đầu không nhớ. Điện thoại này đâu? Sư đặt lại địa chỉ đi. Điện thoại này đâu? Để chỉ ghi hết rồi đó. Tất tỷ là xã, tất tỷ là Trung Hiệp Đức Trọng, Tịnh Xá Ngọc Nam, Trung Hiệp Đức Trọng, Lâm Đồng, đất nước Việt Nam. Nó thuộc về huyện Đức Trọng. Đó là cửa khẩu vào thành phố Đà Lạt. Bây giờ sư thầy muốn đến cầu cứu cô Hằng bao nhiêu tiền mới đủ sư thầy? Không, thế này là mình không được quyền nói. Tất thì là mình phát biểu, đưa giấy tờ trình bày đầy đủ rồi xong số rồi. Tự tâm chú Dũng cô Hằng phát tập, mình không được là bao nhiêu tiền. Hiểu không? Cái ý này là thầy không có tham. Tất thể tài chính sau khi vào qua Facebook và Zalo công khai, thầy không có tham không giữ, vì chùa chuyện để phương tiện độ chúng sinh, không phải là cái chùa tu mà mình tu này này. Nhưng mà không có cái chùa nó mưa nó đắng lấy cái chỗ làm tu, hiểu không? Đó là cho nên cái không có yêu cầu, nhưng mà tự tâm lòng Bồ Tát của cô Hằng và chú Dũng, đúng không? Thế thôi. Thì con cũng nói với sư là khoảng 4 giờ á, 4 giờ chiều là cô Hằng ở biển á, Đài Nam. Chiều này cô sẽ đấy, số điện thoại đây, lục ở trong này, lấy số gốc chứ sư quên số đầu rồi. Số cuối là 565. Sư bữa nay tới đây với ai? Đi với một chú mới để sách vở. Hộ pháp đâu rồi, hộ pháp của thầy đâu? Hộ pháp đâu rồi? Hộ pháp của thầy đâu rồi? Mới để sách đi đâu? Ông xe ôm. Xe ôm chứ mình hộ pháp hả thầy? Có thể sư qua đây lần nào lần thứ ba rồi. Nhưng mà thưa quý vị, ý kiến của sư có sai không thì quý vị đóng góp. Sư nói chuẩn và nghiên cứu Phật pháp ra chuẩn. Cho nên quý vị đừng có nên dùng cái YouTuber để mà có nhiều ý kiến là phá. Cũng như thầy Pháp Hòa với nó tu tốt,
Còn cái riêng về cái kinh tế là Pháp Hòa có tâm Phật để giữ thì bảo vệ Pháp, bảo vệ chúng sinh. Còn nếu Pháp Hòa mà trữ mà để làm của riêng tư là Pháp Hòa có tội. Như Trân Quang hoặc Thích Trúc Trang Minh là những người vi của, vì tham mà Pháp Hòa. Cho nên quý vị cái khúc này không nên nạp, nó sẽ chạm tới các chị khác hiểu. Thầy nhưng mà có thể chia sẻ vài câu đến Thích Trân Quang được không? Không, đặc biệt không muốn. Tức thì giáo hội mình có pháp luật, nhà nước mình có pháp luật để người ta làm, mình không có làm mà không nói, hiểu không? Tại vì nó giáo hội mình có pháp quyền, nhà nước ta có pháp luật, cho nên nhân dân không nên thọ tử quá, nó xáo trộn vô tình phá hoại bắt cái tâm linh á, cái hồn dân tộc của đất Việt mình, phải bảo vệ thành quả của nhân dân mình, tổ quốc mình. Còn ai sai người đó chịu, đúng không?